Vừa qua, trường Đại học Văn Lang đã công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ của trường, mức điểm từ 18 đến 24 điểm cho 61 ngành học. Tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2022, trường Đại học Văn Lang đã hoàn thành nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hai đợt vào 61 ngành đại học chính quy theo phương thức xét điểm học bạ trung học phổ thông. Kết quả xét tuyển sớm này sẽ được công nhận chính thức nếu thí sinh duy trì đăng ký nguyện vọng 1 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, mức điểm công bố của trường Đại học Văn Lang dành cho thí sinh là học sinh trung học phổ thông khu vực 3, tức là đối tượng không ưu tiên. Thí sinh được hưởng điểm ưu tiên khu vực hoặc ưu tiên đối tượng khi tính tổng điểm xét tuyển. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm. Bên cạnh đó, nhà trường lưu ý, các ngành có môn thi chính nhưng hệ số 2, thanh nhạc, piano, điểm xét tuyển bằng điểm ngữ văn, cộng điểm môn năng khiếu 1, cộng điểm môn năng khiếu 2 nhân 2. Với ngành diễn viên kịch, điện ảnh truyền hình, đạo diễn truyền hình, điểm xét tuyển bằng điểm ngữ văn, cộng môn năng khiếu 1, cộng môn năng khiếu 2 nhân 2. Với các ngành thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp, thiết kế mỹ thuật số, môn vẽ năng khiếu nhân hệ số 2, ngành ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2, ngành kiến trúc, môn vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2. Đối với 4 ngành sức khỏe, ngoài đạt điểm chuẩn tuyển sinh học bạ, thí sinh cần phải đảm bảo điều kiện về học lực theo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Cụ thể, ngành dược học và ngành răng hàm mặt, tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt loại giỏi. Ngành điều dưỡng và ngành kỹ thuật xét nghiệm y học, tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 19,5 điểm trở lên, đồng thời xếp loại học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên. Mọi thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ trực tiếp qua hotline hoặc website, các kênh thông tin của trường Đại học Văn Lang.